chuông chiêu mộ giống lên lời canh tình. Lá bồ đề rơi rụng trước tam quan, ánh trăng rằm soi sáng cửa thiền môn. Lòng bần đạo chưa quay sầu nhân thế. Ô lạ kìa, có ai thấp thoáng người hay ma mà bóng dáng lướt mơ hồ bên dòng sông do cuốn dãy lao thưa, vẻ tư lự giống như người thất chí. Phật tử vang rền những tiếng chuông, lòng ta chết liệm bởi đau buồn. Đời không hạnh phúc tình vô vọng, nửa kiếp phong trần lệ thâm tuôn. Sông xanh ơi đêm nay gần gợn sông, nước sông buồn hay liếm kinh đời ta. Quang người ở đâu mà đến đây toan quyến xin lìa cõi thế, trong khi giữa thiền môn còn vọng lại tiếng chuông buồn. Xin người hãy bình tâm mà phân tỏ ngọn nguồn, nơi đây là nơi cứu rỗi những linh hồn mà thất vọng khổ đau. Giọt nước cành dương của Quan Thế Âm Bồ Tát khi Tôn sẽ dập tắt được mọi ưu sầu, và cứu vớt người đọa lạc chốn trầm luân, được thoát ly khỏi vòng khổ hai. Từ bi đang ngự giữa liên đài, người sẽ giải thoát cho chúng sinh những quan kiên dương vẫn tự bao ngày. Chết đâu phải là dứt mọi niềm quan khổ, chết chỉ là hủy hoại cái phần thể xác vô tri. Nhưng linh hồn sẽ đau khổ biết bao khi những kẻ thân yêu sẽ khóc than vật vã. Khi mà cái chết còn làm mà sững sờ bàng quang thiên hạ, thì chớ vội nghĩ điều lánh nợ trần ai. Đã xong tuần lễ bay xin sư phụ hãy vui lòng nghe kẻ bạc phước này kể rõ chuyện buồn đau. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Di Tôn soi đuốc huệ sang muôn màu, đưa nhân loại vượt qua đường hắc ám. Sư phụ ơi, con là một nạn nhân mùa chinh chiến, khi giặc xâm lăng tàn phá cả quê hương. Mai nhà xưa người thân thích, kẻ yêu đương đều ngã gục dưới bầu trời khói lửa. A Di Đà Phật. Có câu sân trung tự hữu tiên niên thọ, thế thượng thường vô ba tuệ nhân. Sao con không tìm lãng quên trong giao ly chân kinh, nguồn an ủi của chúng sinh nhiều tội lỗi. Sư phụ ơi, dưới chân Đức Chí Tôn con thấy lòng bình tĩnh lại khi chiêm ngưỡng đức từ bi mờ tỏ sau khói hương trầm. Chấp hai tay con khẩn nguyện ngâm thầm, sau khi nghe lời thầy cảm hóa con thấy cõi lòng thanh thản phiêu diêu. Thầy ơi, xin thầy đừng trách chi con có một linh hồn yếu đuối, ẩn trong một thể xác tiêu hao vàng vỏ bởi vàng tình thương đã chết đi liệm giữa tim sầu. Con sẽ xin phép thầy lập một hảo lư nhỏ bé nương dưới cội Bồ Đề. sẽ quét lá khô nhóm lên ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng giá lạnh bấy lâu. Con sẽ luôn luôn tuân lời giáo lý của Đức Phật Thích Ca và tiếng đại hồng chúng nhẹ điểm ngân nga, sẽ phá tan bao nghiệp chướng con đã nặng mang từ buổi trước. Xin thầy chứng minh cho con quy thi pháp để con được nương mình ẩn bóng từ bi. Thuyền Bát Nhã đưa người qua bỉ ngạn cõi niết bàn muôn ý đó hồng liên. Con nguyện tìm mì trong chân kinh sám mê hối cho tiêu tan sầu não phiền. Dưa muối bao ngày giựt trái duyên, Trần Quán gửi lại cửa am thiền. Đêm nay bỗng thấy hồn sao xuyên khi anh trăng rằm rồi mãi. Huệ Tu con, sao hôm nay thầy thấy con như con nỗi sầu duyên u ẩn? Trước cổng chùa còn thơ thẩn đứng nhìn trăng. Bạch thầy, con thi lòng con chưa xóa hẳn bụi trần, lòng dâng dâng niềm đau thiên giảng cổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi lục dục thất tình còn năng, thầy đâu có quyền cấm cản bước con đi. Đây là nơi dừng chân của những kẻ lạc loài, nơi tạm nghỉ của cánh chim bạc vô. Bạch thầy, con sẽ không trở lại cảnh đời đau khổ, mà con sẽ tìm lãng quên trong máu lửa gai châm. Trên chiến trường, con theo nghĩa quân của Lê Lợi trong xâm lăng, vì nghĩa cả đang liều thân giết giặc, con giá bịa tiền ngon xuống non. Đâu dám quên ơn thầy, trông theo hương khói trang nghiêm trên bàn Như Lai, con cố ngăn giọt lệ u hoài. Con như đen lòng thương nước nên cách xa am thiền, mong trên ơn đức Thích Ca hộ trì cho con trong lửa bình thần được vuông tròn. Thầy ơi, mỗi bước đi con thấy lòng vương nỗi buồn trống trải, mấy trăng qua đã sống bình yên dưới mái am giọt nước cành dương chưa dập đi tắt đi lửa phiền. Nhưng con quyết chân theo lời thầy giáo hóa, đi tìm một chân lý cao siêu. Dầu thân xác có tiêu tan con cũng không tìm cái chết tầm thường vô gì, mà là đem chút thân bồ liễu nghi đấy có nỗi gương y nữ kia cánh y hùng. Ngưng chuông mỏ bước lên đường sứ mạng, lưỡi gươm vàng ẩn sau lớp cà sa. Nghe đâu đây gió đồng khóm lao già, chèo quẩy nước một con đò lướt sông. Kìa sư phụ! Huệ Tu con giả dạng chèo đò nơi biên giới, có lẽ đã giữ tròn lời hứa trước thiền môn. Bạch sư phụ, bên đò ngang đưa rất nghĩa quân nhà Lễ sang biên giới để tìm phương giết giặc. Thầy khen cho con đó. Hiện thầy cũng mang nhiều sứ mạng vì làng ta đã bị giặc bao vây. Thầy băng rừng giữ xuôi đến đây, con mau khá đưa thầy qua bến. Dạ xin thầy đừng dội qua sông E của biên, vì giặc Minh vừa lấn Thiên Kiêu đò. Bớ cô lái đò, qua rước chúng ta cho mau bớ đò. Vậy con mau rước chúng chớ chần chờ, thầy ngồi ẩn trong lùm cây nán đợi. Dạ thuyền đà cập bến, mời quý vị hãy bước xuống đò. Chúng ta thấy có dạng một nhà sư đang ẩn núp bên kia bờ, cô lái mau đưa ta qua đó để chúng ta lùng xét. Dạ dân à. Sông điều hiu nhuộm nắng chiều biên giới, nhẹ mái chèo lướt tới bến Đà Giang. Lá rơi bởi gió thu vàng, máu rơi bởi giặc sao cô lái nhận chiếc đò chìm liễm giữa dòng sông, bọn ta không biết lội mới biết làm sao đây. Bọn xâm lăng nó từng làm đổ máu đào, nay gặp cái sông Đà thì hết kiếp. Trời, huệ tu con. Trời ơi, sư nữ huệ tu đã nhận chìm đò giết giặc, rồi nàng cũng vùi tay xuống tầng đáy giang. Giọt lệ từ bi hoàng lẫn nước sông Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi tìm ra chánh lý, nàng đã tráo nấu sòng đi cứu lấy quê hương. Ôi đang kinh tài gương ai quốc kia vô biên, đã dùng mưu giết giặc với lòng hy sinh cao cả. Bằng tăng xin cầu nguyện cho hương hồng con sớm được tiêu diêu nơi nước nhược non bằng. Quay gói lên vai nhìn một lần cuối cùng bến đò chiều nơi biên giới. Bằng tăng nghi rảo bước lên đường, lòng dương bao nỗi hận trường con nuôi. Ba thằng nịnh ly can và bè lũ, bây đừng mong hãm hại Nhạc đại ca, đem trả mau anh cả của chúng tao, không thì chúng tao giết không còn con đó. À, chuẩn bị phát pháo khai thành, quyết cùng bọn ngu cao này đối địch à? Được lắm. Ủa, một tướng trẻ ngồi trên ô mã, Tương Lịch Tuyển tay thủ giống đại ca. À, rõ ràng anh cả của chúng ta, lũ nó sợ đem đại ca ra trả. Đại ca ơi, chúng đệ mừng quá đổi, tưởng chúng nó đã ăn thịt đại ca. Bơ lũ ngu cao sơn tặc, Nhạc Phi này không phải bạn chúng bay. Ta dân triều đình thượng mã ra đây, bắt bọn phản chúa hội triều 2 tội. À kìa, ai theo vua hội nào đại ca bảo phản? Ai phản làm gì cứ tư như vua, nhưng nông lầm về vụ đại ca, bị lũ nó xúm nhau hãm hại. Nhưng nếu đại ca muốn bắt thì chúng đệ đưa tay cho bắt đại ca, khỏi nhọc công ra sức tranh hùng. Được chết cả chồng mà chúng đây rất vui mừng, biến đại ca khỏi bị người hãm hại, xong để mà con đặt cho vua. Này Trương Hiển, Triệu Dân Dương Quế, Kiết Thanh Hàng khởi với Lưu Hùng, tôi bay mau xuống ngựa quăng gươm, đưa tay cho đại ca mình cầm tối. Về 2 tội đại ca cho cao nói đôi lời. Tại sao mà chúng đệ kéo quân xuống trại dây chặt cái nơi này? Nhưng một buổi xanh nhật của cao, nghe thiên hạ sầm xì bàn tán nhôn nhau. Họ nói Lý Can hãm hại Nhạc Phi, chúng đợi nghe lửa bừng cháy ốc, rượu ngã thịt nên hay chưa đụng đũa cao đá ngã tan tành, lo việc cứu đại ca. Chúng đợi quyết xé thằng Lý Can như xé lá, bắt luôn vua nhẫn cổ xuống sình. Vua gì mà ăn ở chẳng công bình, nó đuôi nó hỏng thay trên lưng đại ca khắc 4 chữ tận trung bao quốc. Nhạc đại ca ơi, không nóng lòng sao được, vì chúng ta đã thích quyết ăn thầy. Sanh đồng sanh tử, đồng tử sao trước một bề. Cái thằng mặt xanh kiết thanh đồ ăn hại, việc như vậy mà tìm nó mãi không ra. Chừng hay tin nó hét tưởng đâu trời sập, mắt trợn lên mí đất máu rồng rồng. Mấy thằng kia cũng nhảy đâu thầy quyết, nếu không cứu được đại ca sẽ moi ruột quỷ mình. Các ngươi hãy nhớ có lần ta rạch đất để các tình huynh đệ với các ngươi, vì các ngươi chẳng chịu vâng lời, bỏ loạn thảo can hồi đầu quy phục. Nhạc khi đại ca có thể giúp khi tình giới chúng để đem ta chúng ta đời không có thể nhất tình. Sợ vậy chúng đời không có quy phục điều đình, vì vua chúa mù mù mịt mịt chỉ nghe lời bọn nịnh na vua. Đại ca ơi đại ca nào có biết nỗi lòng chúng để nhớ đại ca, rượu đắng thịt cay nghe cơm chua nghe chát vui tội chiêu âu sầu. Phải cao đem tình huynh đệ ra nói đây đại ca thương hại mà tha thứ mấy thằng em, nhưng nói đây đại ca nghĩ lại xem, chúng để quá thương đại ca chớ đâu làm phản. Tánh của cao nói năng lỗ mãn, tình đại nga ca đừng đập đứa em cờ. Thôi mấy thằng kia tay đứa nào lấy trói, đừng để cực đại ca của chúng mình. Đại ca hãy nga giải về nhà đầu, mặc cho vua xử xử sau cũng đành. Trời ơi con tôi chưa qua 9 tuổi, đầu đã sớm nếm mùi gian cổ. Tóc hai con thiêu bàn tay của mẹ vuốt ve, thiếu sự săn sóc của cha. Hai con ngồi cho mẹ chải làn tóc rối, và ấp ủ tình của người mẹ mà hai con nghĩ đã mất từ lâu rồi. Con trai tôi lem lút đi bơ phờ, trẻ ngây thơ đại cát đã chìm mà trong nét cắt kia cổ dạng dài. Hai con ơi tóc hai con đã xuống xẻ, áo y quần đã sạch bụi phong sương. Hai con hãy quay lưng nhìn hướng đi mẹ chỉ, hai con sẽ gặp ngoại và cha. Trong xóm xa tiếng gà đà gái rộ, buông áo mẹ đi để âm dương chia cách đi đôi đường. Con ơi con ngàn năm cảnh dương trần, mẹ con đôi ngả lệ lòng con ngăn. Mẹ ơi, mẹ, Nghi Xuân em, mẹ đâu rồi? Vạt đi ao mẹ trong tay anh nắm giữ, mẹ biến thành mây khói dứt ra đi. Nhìn mẹ hiền giọt lại anh tràng mi, anh nhanh nhẹn chuột theo vạt ao. Sao em không nhanh giữ tay hiền mau để cho mẹ con xa cách đi muôn đời. Thôi đã bình minh, em nắm tay anh lên đường tìm ngoại, nhắm theo đường của mẹ chỉ trong giấc mộng. Trong chừng anh em mình sẽ gặp ngoại và cha. Hai chúng con là hai trẻ mồ côi, con còn cất tiếng kêu con đã ra cổ khang hơi. Xin nhờ lương từ tâm giúp đỡ kẻ lạc loài, cho hai con qua bữa hoặc làm tôi đòi để sống tạm. Nghi Xuân em ơi, cha bạn lo đáp đền ở nước đâu có hay gì, tào thủy vô cùng độc ác với hai đứa con chồng. Có anh em ta vất vả tới chợ đầu đường, chân sưng húp vì gian lao đè nặng ở trên đường tìm kiếm phụ thân. Hỡi ơi ngày mẹ cúc qua vui miền tiên cánh cách xa hồng trần, là ngày hai trẻ chịu gian trưng trương trăng dịch chiều nghe mắng chửi. Còn nỗi tống cổ nào hơn bằng nỗi tống cổ con của Nghi một màn tới việc, nay phải cầu xin manh chiêu đất chén nghe cơm thừa. Rồi nguyệt mang sao gội sương thấm tuyết lệ mãi miết tuôn trào. Dắt cơm khô đây Nghi Xuân em ăn đỡ giả, rồi tựa thân nhờ mồ sưởi âm hồn côi. Sương đêm phủ mập mờ ngôi mã lạnh, đom lập lòe ẩn hiện âm ma trời. Tay có làm gối nghỉ ngơi, đợi hừng đông rạng chân trời ra đi. Điệp anh ta hồn mà cất tiếng ru, em mà não lòng mà tìm trẻ lại rất dạng mềm mà tan tác trí tâm. Hồn mà cất tiếng ru, em mà tiếng nấc đi đâu đêm mà gió khi bóng trăng lá rời chim gọi hồn. Mắt lại mời về thấy hình ai, bóng mẹ hiền ta tước nhẹ nhàng bay. Nét chim đơn hấp lành nếm chặt môi nuốt lệ căm hờn. Tiểu Nhi, dạ, quan chú nghe coi. Dạ. Quan em ban đủ thức, thiên tâm đừng lấy thế gian. Thịt kho cá chiên khô lần chả rang canh chua gà lá vàng. Men cúc hương rượu nồng, thuốc cúc ngon vô cùng hàm. Bà đằng hấu thịt ông ơi, đặc biệt là 4 món ăn chơi. Chú đem cho tôi một tô mắm đem với vài trái ớt xiêm, bởi tôi dở cơm nhưng không thức ăn. Chú bán dùm mau mau. Người ta ké cả dọc đồ ăn rồi, kêu mắm đòi ớt cành to. Sang mời bếp mắt mở hàng sáng về đây. Ê trời ơi, bất nhân làm chi buôn bán sao căng nhằn. Tôi đã chú bung má sườn mưa đừng thăng. Ê, đã đi, làm ơn đã đi. Đã đi cơ bằng cha. Tao bán được con cá này, tao mua hết trọi cái tiệm của mày. À, vậy ngon. Tiểu nhị. Dạ. Chuyện gì thế? Dạ. Dạ bấm với Trạng Nguyên mua giùm lão con cá này. May quá, mấy hôm nay mẹ ta yếu người và thèm cá. Bấm với Trạng Nguyên, con cá này nó đẹp lắm, giấy vàng lấm lánh cũng như vàng nén nha. Yeah. Kìa, cá giấy vàng mà biết nháy mắt không phải là vật tầm thường. Đây, tôi trả cho ông 10 nén bạc và đem phóng sanh nó đi. Dạ, đội ơn Trạng Nguyên qua. Sao ông nội, bán cá rồi thì mua đồ ăn giùm con đi chứ. Thôi, nhờ ông bà khi khác chào ông bán. Rồi, thế nữa. Thưa mẹ, bệnh mẹ chưa thuyên giảm mà ngài nhắm chứ không thể dời. Vậy con mướn một gian phòng trong lữ quán giảng qua, và một số tiền mẹ ở lại tiêu phan. Con đi phó nhắm kịp ngày để cõi mang tội với quân vương, rồi đợi mùa thu sang. Hai con trở lại đây rước mẹ về sum họp, con gian mẹ yên dạng đợi chờ và tha thứ tội con nhờ. Không săn sóc được mẫu thân, không xôn viên tối thầm. Cận tay áo mẫu ơn của lĩnh cứu trùng, phải đặt trên ơn của khuyên đường. Mẹ chỉ mong vợ chồng con đừng quên mẹ, sớm chiều mỏi mắt đợi tin con. Lại mẹ, hai con lên đường. Con. Bẩm Lưu đại ca, có vợ chồng một tên mướn đồ mình sang sông qua Giang Châu. Lý Bưu. Dạ. Mày thấy gói hành lý nó có to không mày? Dạ to lắm, chắc chắn là nhiều vàng bạc nha. Vậy mày đưa chúng nó ra giữa dòng sông rồi dạ. Dòng trên một đạp cho nó đi chầu hạ bá đi mày. Gói hành lý đó không đặc biệt bằng vợ của nó, đại ca lén nhìn kia đẹp lắm. Ở đâu? Đẹp. Ở đâu ơi, đẹp thiệt mày ơi. Nước da trắng như nước con gió vậy mày ơi. Cái miệng cười thấy tao muốn cắn quá. Được rồi, tao sẽ giết chồng nó. Giật vợ nó chưa là đủ đâu. Chứ còn cái gì mới đủ mày? Dạ chẳng hồi chiều nè, để khéo hỏi mới biết rằng thằng đó đậu Trạng Nguyên, vua cho nhậm chức đi châu sang vào đại ca. Giết nó cúp luôn cái nhà chiếu chỉ vua ban và cấp bằng. Tao đem cấp bằng và chiếu chỉ của Thánh Hoàng. Tao đem tình rồi nhậm chức thế cho gia. Vợ gia tao đoạt luôn chức quyền. Ngày ăn cướp tao ăn năn, tao bỏ quách. Bây giờ đổi làm quan giả thử coi. Ông bà giúp kẻ cải hôi như tao, nếu tao được vinh sang tao không quên ơn mày. Đưa nó đến nơi này, thấy không? Rồi mày làm vậy nè. Mày hiểu chưa? Dạ hiểu. Bớ người ta ai cứu giùm chồng tôi, bớ người ta cứu giùm chồng tôi. Tôm cá xỉa thay chồng nàng để mau đầu thai cõi khác. Thằng cướp. Nàng mới đến đây mà không biết ta là Lưu Hồng, cướp tổ bến Hồng Giang nè. Ta cướp nàng để làm vợ. Đừng không, ta quyết giữ gìn trinh tiết. Thì ta sẽ ra lệnh chặt mi ra làm 2 khúc. Lý Bưu. Dạ. Thi hành. Dạ. Trăm lại ông, ngàn lại ông, mơ lòng hà hai. Giết làm chi cô gái đã cô thai rồi. Có thai rồi hả? Dạ. Ôi mà đâu có sao, gái một con ngó mòn mắt mà. lòng đón ngõ. Ông thương chi canh liễu hẻo xào, ông cho tôi được sống với bổn phận kẻ tôi đòi. Được rồi, chừng nào đứa bé ra đời á, ta sẽ cho nó xuống Bà Thủy, cha con nó sum họp với nhau. Thằng ăn cướp, tàn bạo, thà rằng ta chết. Con kìa con, ta là Quan Thế Âm Bồ Tát, khuyên con đừng quỷ kiếp dương trần. Số con sanh quý tử cứu dân, con phải ân lưu hồng gian tặc. Mô Phật, con xin dâng lời Bồ Tát. Nín nín đi con. Con ơi, phải chăng con khóc cho đời con vắng số, vì thằng Lưu Hồng buộc mẹ giết con. Nhưng làm sao mẹ giết cho đành, buộc lòng mẹ thả con trên bè nước. Mẹ vái Phật trời cho con gặp được người hữu phước cứu con và nuôi dưỡng nên. Mong kẻ ấy là bậc bác ái nhân từ, mẹ căng tay lấy máu thiết thơ gửi gắm giết cả tên tộc của mẹ cha. Áo của mẹ mẹ đem làm tá bao bọc cho con để làm kỷ vật sau này, và cũng để ấp ủ hơi con của mẹ trong khi con mẹ chia lìa xa cách. Nằm khóc giữa chiếc bè con, kẻ tu hành ai bao nở đáng tâm ngơ trước kẻ khóc cầu xin sự sống. Bằng đạo giấc sơ sinh về nuôi dưỡng, lấy tích trỗi sông đặt tên trẻ là Giang Lưu. Giang Lưu con, Mô Phật, tuổi con đã 18, đúng lời nguyện thầy khi phát cho con phải dốc tâm sớm mỏ chiều chuông. Thầy đặt pháp danh con là Quyền Trang, con hãy Mô Phật, ơn thầy rộng hơn biển cả, cứu tử con và cho thọ pháp thiền môn. Bạch thầy, vạn vật đất trời còn thọ khí âm dương, lẽ nào con có thân thể mà không cha mẹ? Con muốn hỏi mẹ cha, con ơi sợ gì bấy lâu nay thầy không nói, e tuổi thơ sớm mang nặng hận thù. Nay con lớn khôn thầy tỏ đầu, con hãy xem viết thư này rồi con sẽ rõ ai là cha mẹ, ai là kẻ tạo oán gây thù. Đây là mảnh áo làm ta lót cho con lúc trôi giặt trên bè. Con đọc thơ rồi mang ký vật này đi tìm kiếm mẹ cha. Tội nghiệp mẹ của con 18 năm qua sống trong đắng cay tủi nhục, không hiểu con mình đã chết hay còn sống cõi dương trần. Mô Phật, con xin đọc thơ của mẹ. Trời, quyền cha con, tỉnh dậy quyền cha con, nô hồng vô cùng tàn báo. Mô Phật, chữ sân si con đừng nên nung nấu, còn hận thù là chưa thấu đau. Bạch thầy, thầy đã giải sát nhất miêu cố giảng thử không sai với luật nhà chùa, thì con quyết tâm rửa nhục cho nguyên đường để cứu dân khỏi giúp cung thần, và cũng để rửa tội cho thân phụ đang ngậm hờn cõi giới ba, và do những niềm đớn đau của mẹ sau khi hoàn thành con trở lại nguyện ngồi kỳ tu bổ thiện môn. Con quyết tâm dứt đường thầy lụy mang đạo màu phá cho nhân loại để đền ơn thầy bấy lâu nhướng dạy con lại. Thầy cách lời cầu khấn của con, thầy khuyên con tìm kiếm mẹ hiền giả làm sẽ đi phu quyến Giang Châu, đem máu này vào kim của Lưu Hồng, con mẹ sẽ tương phùng mẫu tử đoàn viên. Mô Phật, con kính lạy thầy, tạm biệt thầy. Nào, trời ơi trời, quan chi phủ gọi mà tôi bây dạ cũng như nhát đói gì á. Dạ lại con nè, Linh Hầu. Dạ. À, đó. Làm quan vậy ai không ham làm, nhất hồ bá ứng kìa. Lưu đại ca. Ai ca của mày? Độ này thất nghiệp quá, xin đại ca. Ăn cướp mà cũng thất nghiệp sao mày? Hết thân chủ rồi. Ăn cướp mà cũng có thân chủ sao mày? Thân chủ là những người mình giật của đó. Đệ đến đây xin đại ca cho đệ chút đỉnh tiền bạc để sống bậy bạ cho vui. Tao quan quyền đâu có quen cướp mày. Lý Bưu nè, đại ca quên rồi sao? Ồ, tao không có quen cùng ốc Bưu, ốc Ngứa đừng thấy tao làm quan rồi. Thu thưa nhảy vô đây mà nhìn càng. Đại ca ăn ở như vậy thì tôi tô cao, nghe vua mà biết thì đứt đầu gấp. Giỡn chút ít xin đệ đừng chấp chứ có ly đâu lại không nhìn. Nè, 50 lượng vàng nè, bỏ túi xài chơi. Đừng làm vậy không nên. Hãy cất đi mà. Tôi thằng không ham tiền, đại ca làm vậy tôi không chịu à. Mà đại ca có đếm đủ 50 lượng không? Trời ơi, tụi mình của cái loại lương thiện mà ai ăn gian mất nhân vậy mày. Nè, rượu nè, nhậu đi. Nhậu chứ. Dạ, rượu ngon quá. Ui da, ui da, rượu gan tôi sao mà nó lộn tùng phèo vậy cả. Ý màng ơi, máu lưu thông nghịch đường, nhà cửa miệng nó trào rột kể như rầu ám mắt hết tới đường. Chết. Chết với thiệu không chết. Đó, tố cáo đi. Mạng mày chỉ xứng có 1 ly rượu độc chứ có nhiêu mày. À, phu nhân đâu? Dạ. Coi có ai thưa kiện gì cứ xử giùm tôi ha. Để tôi đi xử tiêu của xác thằng này mới được. Thiếp làm sao biết xử kiện? Dễ ở cái gì, đứa nào mà nó biết điều đi ngã sau mình cho nó thắng kiện, thấy không? Được rồi, để tôi đi nha không? Mô Phật, bần đạo xin vào phú khuyến cho kẻ tu hành làm phước. Được, thì đợi tôi một chút nha. Thưa bà có biết quyết thơ này chăng? Ủa, xin lỗi nhà sư cho tôi xem ngón chân út. Trời ơi, quả thật đây là con của tôi rồi. Con làm sao con biết mẹ ở đây mà con đi tìm mẹ vậy nè. Thưa mẹ. Mẹ ơi, dịp các con sẽ tỏ bài khúc chiết. Bây giờ mẹ dạy con mưu lược để giải thoát mẹ khỏi tay tình các mau lười hồng. Để mẫu tử mình được sum họp tương cùng, có được biết ngoại tố có là ân thừa tướng thừa quý quyền ở giống triệu di. Mẹ hạ thôi cho con mang dân cho ngoại kéo về sát hại kẻ tham tàn. Trước khi trả thù hận trong thân sau trừ số một cho dân thì được nhà. Ơi, khuya rồi đi ngủ chứ, đặng sáng mai thức sớm ta còn xử kiện nữa chứ. Ông ngủ trước đi. Tôi coi cái gió bà nó muốn trả bộ tôi hoài. Ở với bà gần 20 năm mà không thấy bà cười duyên một cái là tôi lấy vốn rồi nè. Ủa, tụi nào la ó hôn sòm gì không sợ bổn chức bỏ tù sao cả? Quân sĩ. Dạ. Đổi tình cúp lại cho ta. Dạ. Ý trời, trời ơi, tôi rồi. Ô lão hỷ rồi. Cuộc đời tôi cái chấm dứt rồi nè trời ơi. Quân sĩ. Dạ. Hãy tìm Ôn Kiều con gái của ta mau lên. Bẩm thừa tướng, tiểu thơ đang treo cổ tự ải. Trời, Ông Kiều con ơi, cha vừa được thơ do cháu ngoại quyền can mang đến. Cha vội kéo quân giải thoát cho con, sao con vội quý thân vàng. Nhục nhã chi đâu mà con toàn lánh cõi dương trần. Con phải sống đem thằng Lưu Hồng ra bên sông thuở trước ngôi tim gan để tay cho chồng con. Chẳng phải con chê chồng mà tắc tiếc, nhưng ngộ biết phải tùng quyền. Con xấu hổ chi mà con quyên sinh để rửa nhục nhằn. Tuổi thẹn khổ đau, bấy lâu nay con đã nguyện với lòng của con. Sau khi con báo cù chồng con sẽ tự ái, chứ mặt mũi nào con sống ở dương trần. Nay kẻ thù sắp đền tội lỗi, con phải trung thành với lời nguyện của con. Mãi ra sự bị sắc thân, rửa lời dèm xiển nhục nhằn của con. Con hãy moi gan nó để tới chồng con nơi chính suối. Như vậy là thằng cha thầy bói mắt dịch nó gạt tôi để nó sực bạc rồi. Vậy mà nó dám sủ quẻ nói tôi sống tới 100 năm nè. Lưu Hồng. Áo da, trời ơi. Rồi, nó đâm rồi. Ô kìa, xác của chồng con. Cha, cha ơi, chồng con đã sống lại rồi. Quan nhụy chàng. Ai thi lệ, anh là hoàng tử Yên Lâm về với em đây. Kìa, Ai Thi Lệ đâu mà ở đây qua biết. Tên giữ ngựa, mày đã bắt Ai Thi Lệ đem đi, phải không? Thưa hoàng tử, kẻ bắt Ai Thi Lệ làm vua, đem về nơi vương cung làm ai thiếp. Trời, nàng là ai thiếp của phụ vương ta. Dạ, đó là bác Lộ Kỳ dâng hiến cho vua để đánh đổi Yên Lan công chúa. thì chắc cũng tại mi muốn lập công nên dâng hai thi lệ cho bác Lộ Kỳ ngã tân thân để hắn cưới yên lăng. Dạ tôi mới tới đây nghe sao thì nói như vậy, xin ngài hãy bình tâm mà suy xét cho tôi. Thôi ta phải giết mày ở đây đành tội nơi đây. Dạ xin hoàng tử thương tình mà thu lại thanh gươm. Từ nơi ba tư ta về thăm ai đi đây, hãy dầm dài bao nhiêu là tạo quán hận bấy nhiêu. Tên kia hãy đỡ, tôi xin buộc lòng tử về. Kìa ai Bình Cơ, anh đã gây thương tích cho Yên Lâm, đưa dao đây cho em. Trời, Yên Lâm anh đã bị thương. Chết về, cầm. Nếu làm kinh động tôi sẽ giết Yên Lan. Bây giờ công chúa Yên Lan sẽ đưa tôi về nước. Xin cứu biệt. Anh hoàng tử Yên Lâm. Giáp vệ, đuổi theo tên giữ ngựa cho ta. Không, xin hoàng tử đừng đuổi theo tên giữ ngựa, mà hãy truyền chư giáp binh xử tội kẻ vong nguyên. Vì chính em đây mới là tên sát nhân ám hại người tình. Con dao đẫm máu trên bàn tay yếu ớt đã nói rõ ràng hành động của em. Vậy chàng ấy đổ lên đầu em mọi cực hình cũng biết em sẽ vui lòng hứng chịu đến tàn hơi. Chứ còn tên chữ ngược kia chỉ là một tay sai mà em có bổn phận phí chờ che chở đến phút giây cuối cùng. Phải, có lẽ chính nàng là thủ phạm đợi ta về để giết chết ta, dẹp trở ngại cho kẻ phản trắc bước lên ngôi vương hậu, phải không? Hoàng tử hãy giết tôi đi. Giết nàng chưa cần thiết, mà đây bản địa đồ của vương quốc Ba Tư đã ghi rõ vùng đất đai ta đã trả. Vì yêu nàng, ta lên triều đình và vương phủ lục quân trả đất nội ba hôm, vội về đây để đổi tiếng yêu đương. Nhưng bỗng nhiên tôi thành kẻ sát nhân. Phải, vì thế nên công trình này ta xé bỏ. Trời, Yên Lâm. Muôn Tâu Đại Dương, Muôn Tâu Đại Dương, kẻ này đã thuyết phục được nàng. Câm, định thức của chiến tranh là gì? Chinh phục. Sao dùng để thuyết phục với ta? Muôn Tâu chinh phục, hãy nhớ, chinh phục gom trời vào đái chiến, biến địa cầu thành đồng cỏ khô khan. Muôn Tâu, kẻ này muốn nàng đến đây quỳ gối xin nạp mình cho thèm khát của đại dương. Hôm nay tại biệt điện Thiết Dương cung ta đốt cháy chờ mong bằng rượu nóng. Nàng sẽ tới cho vua dơi khát vọng. Không, ta không còn khát vọng đợi chờ nàng. Khi hai án tử hình đã vĩnh giữa cung vàng, ta chờ đợi để kéo thêm hai án tử. Muôn Tâu Đại Vương dẹp tiệt tùng, lui ngữ nữ. Từ hôm nay mọi việc đã đổi thay. Muôn Tâu chăm, mi là kẻ si tình bất lực thì đừng mong cưới Yên Lan bằng sự đánh đổi một tình yêu của công nương ai thi lệ, thì tất cả đều không thành tựu. Hôn lễ này chấm dứt hôm nay. Dạ Muôn Tâu Đại Vương bớt chừng một vài giây, ai thi lệ trở lại đây. Ta đang đợi nàng té nát thì. Dạ Muôn Tâu không, ta bảo rằng ta mang dòng máu giống hung nô, dựng quy hoạch trên vạn triệu năm xương khô, không đợi chờ trong y muôn mong kha. Dạ Muôn Tâu Đại Nha Dương khỏi phải chờ đợi nữa đâu, vì nàng sẽ tự đến đây và đang nép mình đứng dưới lông ngai. Tâu Đại Dương, kẻ tử tù trở lại nơi đây để xin ân huệ cuối cùng trong kiếp sống. Nghĩa là nàng không còn phản kháng, nàng bằng lòng chỉ mặc lấy áo dương cung. Muôn Tâu, kẻ này bằng lòng với điều kiện sau cùng là đại vương truyền lệnh lui quân trả đất. Trời, lui quân trả đất. Nàng hãy nhìn, từ đông sang tây, từ nam qua bắc, đất đai ta mở rộng bốn phương trời. Còn nàng chưa đang một con mồi, chứ đừng nói tình yêu và trao đổi. sờ hơi lạnh để biết trái tim gì Chúa thấy. Tâu Phụ Vương, có con chờ lệnh. Con hãy dẫn binh trở lại Sư Ba Tư, chiếm hết vùng đất đai con đã trả. Tâu Phụ Vương, đi cờ chinh phục của đại quân Mông Cổ, hãy cắm lên chót vót nóc hoàn thành. Con phải đi mở lại cuộc xâm lăng, cắm cờ chinh phục trên đất đai kẻ khác, mà để trái tim mình bị người ta dẫm nát. Không, con chỉ cầu gian được chết tại nơi đây. Áp giải quân, áp giải hoàng tử lên yên chiến mã cho Thiết Kỷ quân tiến đến Ba Tư. Không, không, con xin Phụ Vương đừng buộc con chiếm đất đai kẻ khác, mà chính bản thân con bị người ta cướp đoạt cả linh hồn. Con chỉ muốn chết tại đây để đền tội phản loạn. Con muốn sự quằn quại của xác thân mang tử được phơi bày giữa chốn uy dương cung, để cho vua cha và hoàng hậu thấu hiểu ẩn tình tôi trong giây phút cuối cùng. Đã để cho máu đổ tuôn rơi là con vui lòng lìa xa cuộc sống. Dẫu có hủy hoại vết thương, con cũng không thể chết trước khi lên yên chiến mã. Áp dễ quân. Không, không, bây hãy lui ngay lập tức, bây hãy tuân lệnh ta, trong khi đầu óc ta đang rối loạn quay cuồng. Dường như trái tim ta đang sôi dậy máu căm hờn. Ta thủ quán đất trời xanh cây cỏ vàng, những gì đã ung đúc nên ta, hay là ta đang muốn cho lâu đài tráng lệ nguy nga biến thành sa mạc, để cho trên đồng khô các bạc không bao giờ xin đi nở một cành hoa. Yên Lâm, mi đang nói gì, đang làm gì để cho kẻ trên ngai khủng khiếp? Bộ Dương ơi, con đang nói mặt cái trời sẽ không bao giờ mọc nữa, để cho vũ trụ này mãi mãi âm mưu vì mặt đất không còn cần ánh sáng và lòng người đã mất thiên lương. Con nói mây đang ngừng trôi, nước đang ngừng chảy, và khí trời đang đông lại thành băng tuyết mùa đông. Mà hoàng tử Yên Lâm không còn hơi thở, vậy kẻ này kính xin ý hoàng hậu hãy cầu khẩn với Phụ Vương tôi, để cho tôi được chết tại đây hơn là phải chịu bỏ tay trên chiến địa lạnh lùng. Cha không thể giết con bằng tội ăn cực hình, mà cha chỉ muốn chiếm lại những gì con để mất. Trời, chiếm lại những gì con để mất, nghĩa là hoàng tử phải ra binh theo lệnh của Phụ Hoàng. Hoàng tử phải mang cờ chinh phục, đem cắm lên lâu đài của vương quốc Ba Tư, để rồi hoàng tử được nghiêng ngựa cười sai với chiến công quanh liệt giữa muôn ngàn xác chết của dân tôi. Hãy đi trên máu sương rơi, đừng nghe đừng thấy những gì sau lưng. Khi người đạp nát hoàng cung, hãy tìm trong mấy khối quê hương người tình. Con hãy đi lập tức chiếm lại những gì con để mất hôm qua. Vâng, con đi đây. Hoàng tử Yên Lâm, nàng đã nghe đã thấy, bây giờ nàng còn muốn đánh đổi gì không? Hãy theo ta về buồng riêng vương chúa. Không, đại vương. Nàng phản kháng à? Đi! Lưỡi thép này không biết nghe, không biết nói, chỉ biết sang bằng mọi thành quách kinh đô. Hãy nhìn vào quả đồ này, nàng cùng với Sư Ba Tư bé nhỏ sẽ mất tên qua một nhát gươm ta. Kìa máu, máu từ trong quả đồ tôn chai. Máu ai? Phụ vương. Trời, yên lắm hoàng tử, núp bên sau bức quả đồ bị ta đâm vào phạm kiếm. Phụ vương ơi, mau tìm con đang lần ngồi chai cạn. Phụ vương có thấy lòng rung động hay chưa? Phụ vương ơi, con chết. Ai xí lệ, mày phải chết để đền mạng con ta.